Xin chào các bạn. Hôm nay hãy cùng tôi đến thăm một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Nam Định. Một năm chỉ diễn ra có một lần. Đó chính là chợ Viềm. Phiên chợ độc đáo, mua may bán rủi. Chợ đông rồi đấy. Kem cuộn vẫn ngon vậy, kem cuộn này. Cái kem khói ăn không ngon. À. Tiết bò. Ai ăn tiết bò? Mấy cuốn tiết bò. Giá sốc chỉ có 10 ngàn một túi thơm xả xỉ. Ngoài ra còn có thể chữa bệnh, giúp thư thái tinh thần, suy nghĩ giả trí. Tỉnh Nam Định có hai chợ Viềng vẫn còn hoạt động. Đó là chợ Viềng huyện Vụ Bản, hay còn gọi là chợ Viềng Phủ, do gần Phủ Dày, và chợ Viềng huyện Nam Trực, hay còn gọi là chợ Viềng Chùa, do gần Chùa Đại Bi. Cả hai chợ Viềng mỗi năm chỉ họp một lần, bắt đầu từ chiều tối ngày mùng 7 cho đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng. Trong đó, ngày mùng 8 tháng Giêng là ngày chính chợ. Có thể là đám khuy hoặc là mở khuy đều vẫn rất là đẹp, bởi vì nó lên rất là tròn sáng, giờ xoay ngang này. Mặc dù quy mô chợ Viềng Chùa không lớn như chợ Viềng Phủ, nhưng hàng năm, cứ đến ngày mở phiên chợ, du khách thập phương lại nườm nượp về đây du xuân, mua sắm. Đến với chợ Viềng Chùa, du khách không chỉ được ngắm những chậu hoa, cây cảnh rực rỡ, sắc màu, lựa chọn, mua nông cụ sản xuất nông nghiệp như quanh gánh, thúng, cuốc, lưỡi cày, mà còn được mục sở thị những mặt hàng đồ cổ, đồ xưa, gốm sứ có giá trị hàng triệu đồng. Mã QR code đây là quét đây. Để lại. Cái khoản đó. Đây có hỗ trợ nha, chỉ khoản đấy. Mã QR code mà. Bây giờ ở nông thôn hiện đại này, hiểu không? Bà ở quê bà có cả QR code này. Ở chợ Viềng Chùa, người bán không nói thách, người mua không mặc cả. Hai bên thuận mua, thuận bán để lấy may. Bởi thế, du khách thập phương đến với chợ Viềng Chùa đều mong muốn mua được món đồ mình ưa thích với tâm trạng thoải mái. Đấy, chị nào mà cháu biếng ăn thì mua con gấu cháu ăn đi chiều. À, có mua người ăn gấu. À, có mua gấu không?
Buôn gấu để ăn đến chiều. Rồi chịu. À, chị nào mà có cháu biếng ăn này, mua ngay con gấu để cháu ăn tới chiều ấy. Có 2 giờ. Cứ từ từ đi chơi. Đi thế nào? Vắng hơn năm nay, vắng hơn. Người xưa quan niệm rằng đến chợ Viềng Chùa, du khách nên thưởng thức món phở bò chính hiệu Nam Định hoặc mua thịt bò thui để lấy may. Do vậy, quanh khu vực chợ Viềng xuất hiện không ít các sạp bày bán bò thui đã xẻ thịt sẵn. Đồng hồ ấy, đồng hồ cổ ấy. Đá vào đồ cổ nhá, cho nó xinh không? Hai đồ cổ ấy. Phải thận dẫm vào người ta nhá. Dẫm vào là không có tiền đề nào. Thế mình ra mua một cái kéo này, một cái nơm, một cái lá này, xào với hai cái xúc xích. Hả? À. Hay là ăn cuốn hay là ăn tiết bò? Ăn à. Quý vị và các bạn vừa theo dõi video trên kênh THT 9X Studio. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.